văn hóa doanh nghiệp là hết sức quan trọng, mà đòi hỏi tất cả chúng ta ai cũng phải thấm nhuần và cùng làm thì nó mới có hiệu quả cao. Phần con là phần người, bây giờ có những người khác mà mình mến mộ, đúng không? Từng cá nhân. Thứ hai là động viên khích lệ cán bộ công nhân viên trong đơn vị mình để công việc được hiệu quả hơn. Và điều hành đội sản xuất thì nó có gặp những một số vấn đề khó khăn. Thứ nhất là khối lượng công việc ngày càng một nhiều. Thứ hai là cái địa bàn quản lý cơ đô động. Thứ ba là cái nhân lực cũng không đồng đều, kể cả về độ tuổi cũng như là về trình độ chuyên môn. Thì để khắc phục được những cái điểm yếu để quản lý được tốt hơn thì muốn cũng tạo ra được cái sự đồng thuận của anh em trong đơn vị, cũng như là tạo được cái thúc đẩy được cái sự đoàn kết giữa anh em trong đơn vị, cũng như là cái việc mà lập được những cái kế hoạch làm việc nó thật là chuẩn chỉ và đầy đủ. Hiệu quả.